Nên chúng ta học xong cái bài mới đấy, tức là mới một cái cấu trúc dữ liệu mới. Cho chúng ta đã từ đầu rồi, chúng ta học một số cấu trúc dữ liệu cơ bản, cấu trúc dữ liệu ngăn sách liên kết này, thứ hai là cấu trúc ngăn xếp này, hàng đợi này, xong thứ ba là cấu trúc đống này, heap này. Thì thực chất heap là cấu trúc nó vừa là mảng, nó vừa là cây, nhưng mà nó nghiêng về về mảng hơn. Còn hôm nay chúng ta chỉ học chuyển sang hẳn cấu trúc rất quan trọng là cấu trúc cây. Đây là một cấu trúc rất là quan trọng. Như vậy chúng ta học về về cấu trúc cây nhé, cấu trúc cây. Tiếng Anh nó gọi là tree nhé. Đấy. Cấu trúc cây là gì? Thì có rất nhiều các cái trên trên trong thực tế có rất nhiều cái ví dụ liên quan đến dữ liệu liên quan đến cấu trúc cây, chúng ta sẽ được làm quen sau. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ngay cái định nghĩa của nó nhé. Thì có rất nhiều định nghĩa khác nhau. Thì tôi được trình bày đây với các bạn là có ba cái định nghĩa mà chúng ta sẽ chú ý. Đầu tiên là các định nghĩa này, các cái định nghĩa nhé, cấu trúc cây nhé, cấu trúc cây. Thì định nghĩa một như sau nhé. Định nghĩa một là định nghĩa mà có ở trong ở trong cái cuốn tin 12, chuyên đề tin 12, định hướng không máy tính đấy. Đấy, thì chúng ta định nghĩa này, định nghĩa một, định nghĩa là đơn giản dễ hiểu nhất đấy. Ôi giời. Là như này, định nghĩa một là như này nhé. Thì cấu trúc cây là cái gì? Hay là cái cây là gì? Một cái cây nhé, theo nghĩa này thì cây hay là tree đấy là cái gì? Nó là một tập hợp, nó là một tập hợp. Tập hợp các cái nút nhé. Cái nút thông tin. Đấy. Nút này tiếng Anh nó gọi là nốt nhé. Đấy, thì hai cái từ nó hơi giống nhau, cũng may giống nhau, ta dùng nốt cũng được, dùng nút cũng được. Các cái nút này là các nút thông tin mà có kết nối với nhau, có liên kết với nhau, có kết nối với nhau, các kết nối với nhau. Thì cái kết nối này là kết nối này, nó gọi là kết nối cha con đấy, kết nối với nhau, hay là liên kết, nó gọi là liên kết cha con. Như vậy là có một nút cha và nút con. Ví dụ như là đây là nút cha đây nhé, thì nó nối kết là nút con, ví dụ như vậy. Đây là cần là số 3 này, là số 4 này. Thì cái số 3 này là cái thông tin của cái nút cha, là nút cha nhé. Đấy. Còn số 4 là cái thông tin của nút con. Thì thông thường cái thông tin chính ý của một nút con, người ta gọi cái này, người ta thường gọi là khóa. Thông thường là thế nhé. Có thể nó có nhiều hơn, nhưng mà thông thường khi mà có một thông tin chính ý, thì người ta gọi là cái khóa khóa của cái nút này nhé. Thì như vậy cây là một hợp các cái nút mà có liên kết với nhau, cái này gọi là cha con và thỏa mãn cái điều kiện sau đây nhé. Và thỏa mãn cái điều kiện sau đây, thỏa mãn các cái điều kiện thay các yêu cầu sau nhé. Một nhé, là mỗi nút thì có thể có một hoặc là nhiều con nhé. Mỗi nút có thể không có, hoặc là có một hay hay nhiều nút con, được chưa? Tiếp theo là mỗi một cây như vậy là có đúng một nút được đóng vai trò là gốc. Mỗi một cây thì có đúng một một nút gốc, gốc của cây đấy. Và gốc này tiếng Anh nó gọi là root nhé, root gốc đó. Và cái điều thứ ba là mỗi một nút trừ ra nút gốc đều có một một nút cha, có nghĩa là như vậy nhé. Mỗi nút trừ ra gốc thì sẽ có đúng một nút cha của mình.
Đó. Thì đây chính là cái định nghĩa đầu tiên, nó dễ hiểu và nó rất là quan trọng. Như vậy là một cái mô hình, một cái cấu trúc cây là cái gì, là như này thôi, tức là nó phải có một nút, là nút gì, là nút gốc. Nút này là nó có thể nó có nhiều nhiều nút con nhé, cái nút này là có các nút con nữa, cứ như vậy. Vì cái mô hình này là chỉ là gọi là mô hình cây đây. Đấy, nó như vậy nhé, đó, được chưa? Thì cái này đây cái mô hình là cái này nó chính là một cây đây, chính là cây nhé. Đấy, cái gốc này, cái này nó là gốc này. Quan hệ này là quan hệ là cha con này. Không thôi mà ngày xưa thì sách giáo khoa người ta viết, thì ta viết là người ta để gốc xuống dưới, thì nhìn như cái cây thật, nhìn cái cây như này này, đấy, nó vẽ ra như này. Nhưng bây giờ người ta vẽ là vẽ ngược trở lại thì nên nó cảm thấy nó dễ hiểu hơn, dễ nhìn hơn. Vì nó không giống cái cây thật, nhưng mà là nó rất là dễ quan sát và dễ hiểu. Thì đó là định nghĩa thứ nhất nhé. Định nghĩa hai tôi nói luôn này, định nghĩa hai là như sau. Định nghĩa hai là tôi lấy ra trong cái cuốn sách, lấy ra từ cái sách gọi là sách sách của Knuth ấy, này. Sách là nghệ thuật lập trình đấy nhé. Thì cái nghệ thuật lập trình máy tính, thì cái sách này, cái định nghĩa hai này là định nghĩa theo kiểu tiên đề nhé. Kiểu tiên đề là như sau này, thì nghĩa sau này là cây là một tập hợp hữu hạn các cái phần tử hay các cái nút, vẫn là thế đấy, vẫn là cái nút nhé. Đấy. Và có các tính chất sau. Tiếp sau nhé. Một là có một nút được gọi là gốc. Thì nó giống trên đúng không? Giống cái mô hình trên. Rồi. Gọi là hút nhé. Và tiết 2 này là các nút còn lại được chia thành gọi là M đi. M tập con rời nhau. Ký hiệu là T1, T2, TM. Được chưa? Cái tập gốc nhé. Tập gốc này, tập gốc là tập hiệu là T đi. T. Vậy bản thân cái một cây nó là một tập hợp T các cái nút nhé. Thì trừ ra gốc thì phần còn lại nó chia thành M cái tập hợp con rời nhau. Và như sau. Các cái tập con này sẽ được gọi là cây con của T. Mỗi tập con TK. Đều là cây con. Được gọi là cây con của nút gốc nhé. Bản thân các cái TK này là được gọi là cây con của T. Đấy, như vậy là nó có tính chất là được thích đập. Như vậy cái định nghĩa hai là định nghĩa mô tả theo tiên đề, là theo thứ nhất là đệ quy. Mỗi một cây mẹ là có thể có M cây con. Cái con như vậy là có thể có thêm các cây con khác nữa. Cứ như vậy định nghĩa liên tục ra nhé. Đó đây là định nghĩa số 2 nhé. Về định nghĩa số 3 là như thế này. Tôi mô tả tiếp định nghĩa số 3 này, chúng ta có hình dung nhất tất cả các định nghĩa khác nhau nhé.
Định nghĩa thứ ba là cái định nghĩa mà khi các bạn mở các cái sách giáo khoa về toán học rời rạc ấy, thì thuyết đồ thị luôn luôn có. Định nghĩa ba là như sau. Định nghĩa ba là định nghĩa là chúng ta định nghĩa cây thông qua khái niệm đồ thị. Thì đồ thị chúng ta chưa học, thì sang đến phần sau, sang phần 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 chương sau chúng ta sẽ học sang cái cấu trúc đồ thị. Thì thực ra là cây, bản thân cây cây nó có khái niệm là các cái nút đúng không, có quan hệ với nhau, quan hệ cha con. Thì bản chất cái việc quan hệ này này nó chính là cái khái niệm là cạnh của đồ thị. Trên cây, thực chất cây nó là một trường hợp riêng của đồ thị. Thì cái định nghĩa thứ ba này là như sau. Cây nhé, cây là cái gì? Cây là một cái đồ thị, đồ thị vô hướng, đồ thị vô hướng này, liên thông, liên thông, đồ thị đơn và không có đường đi khép kín, không có cái đường đi khép kín nhé. Hay là người ta nói là không không có chu trình đấy, hay là trong trong lý thuyết đồ thị. Thế chúng ta cho học sau nhé, chu trình. Đấy. Như vậy là một cái đồ thị đơn vô hướng liên thông và không có chu trình thì người ta gọi là cây. Đấy, thì như vậy là định nghĩa ba định nghĩa là gì? Là nó mô tả là nó mô tả một cái theo 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 cái theo cái định nghĩa theo cái mô hình của đồ thị, làm trường riêng của đồ thị. Thì sang đến phần sau chúng ta sẽ được hiểu ra cái mô hình cây này nó chính là cái cây mà chúng ta ở phía trên này, chính là định nghĩa đứng tương đương với một phần và định nghĩa hai. Nhưng với định nghĩa ba thì chúng ta được được quan sát cái cây đó dưới ánh mắt, dưới ánh sáng của thiết đồ thị cũng rất là hay nhé. Thì cái này chúng ta sẽ tìm hiểu xong. Còn bây giờ tạm thời chúng ta cứ tập trung hiểu đơn giản, nó như là cái định nghĩa một thôi. Định nghĩa một là định nghĩa đơn giản nhất. Chúng ta cứ thế mà chúng ta sẽ tuân thủ theo cái cách chúng ta định nghĩa một. Như vậy cây là một cái tập hợp các nút có quan hệ cha con. Và chú ý là gì? Chú ý là mỗi một nút mẹ, mỗi một nút thì có nhiều có thể có một hoặc nhiều nước con hoặc không có nước con. Và mỗi đứa con thì bắt buộc phải có một nút cha, trừ ra cái nút gốc ấy thì không có nút cha. Đấy, là chú ý nhé. Đây là cái ví dụ. Rồi thì bây giờ chúng ta xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với các cái về về cái ví dụ thì có rất nhiều nhé. Cái ví dụ về cái dữ liệu mà kiểu cây có rất nhiều luôn nhé. Để tôi sẽ một vài cái để chúng ta hình dung thôi nhé. Chúng ta thứ nhất tôi xin mô tả ngay là các cái biểu thức toán học, các cái biểu thức toán học bình thường ấy, toán học thì đều có thể biểu diễn dưới cái dạng là cây, có thể là biểu diễn dưới dạng cây. Và chúng ta sẽ làm quen cái này ở trong phần sau nhé. Tôi lấy ví dụ như biểu thức như này, biểu thức ví dụ như là a cộng b tất cả nhân với c, xong lại c, nhưng mà là c gì, c mũ d đấy, chưa đấy, đây là cái biểu thức như này. Cái mà thì cái biểu thức này chúng ta có thể hiểu nó chính là một cái biểu thức này có thể hiểu nó chính là cái này, cái biểu thức này chúng ta có thể vẽ ra nó chính là một cái, nó là một cái mô hình dạng cây như sau nhé. Đây này, nó ứng với là cái cây như sau. Là đầu tiên là phép nhân này, phép nhân nhé, phép nhân là nhân gì, nhân một cái hai cái biểu thức, một là a cộng b, hai là c mũ d. A cộng b thì đây chính là cộng, và đây là a, đây là b, đấy, đây là b. Còn đây là cd chính là phép phép nhân, phép mũ, và đây là c, đây là d. Đấy, chưa? Thì như vậy là gì? Như vậy là cái tất cả các biểu thức toán học của chúng ta, biểu thức bất kỳ chứ chứa các cái dấu ngoặc này, phép cộng trừ nhân chia để có thể hiểu như là một cái tương đương với một cái mô hình dữ liệu dạng cây nhé. Đấy, có thấy cái này chúng ta sẽ làm quen ở trong phần sau nhé, sẽ có những cái bài tập liên quan đến cái mô hình đó. Thì chúng ta sang ví dụ hai nhé, có rất nhiều luôn đấy. Mô hình tập hợp với cái quan hệ là gì, với cái quan hệ là lồng nhau,
lồng nhau. Nếu mà A mà nằm trong B như này thì ta hiểu đó chính là gì? Thì chính là B, B là cái nút cha và đây là A, A này. Như vậy là A nằm trong B tức là A là cái con của B. Lấy ví dụ nhé, tôi vẽ một cái hình như này, lấy ví dụ tôi vẽ một cái hình, vẽ cái mô hình đây là A nhé, chỗ A này là có cái tập hợp B này, B nhé, đây tập hợp C này, trong B thì lại chứa tập hợp con là E, xong tập hợp D nữa ở đây nhé, D đây, D lại chứa tập hợp con nhỏ nữa là F chẳng hạn. Thì đây cái đèn ứng là cái hình cho đây nhé, đây là A này A chứa cái phần tử B này, phần tử C này và phần tử D này đó. B lại chứa E này và D chứa F. Đây chỉ là một cái mô hình cây thôi. Đấy. Mô hình cây vậy là cái được tập hợp nó làm cái mô hình cây nhé. Chú ý rằng là trong cái định nghĩa 1 và định nghĩa 2 của chúng ta ấy, nên đứng vào đứng hàng chúng ta thì chúng ta yêu cầu bốn cây nó chỉ có là một gốc, nhưng mà tổng quát trong định nghĩa 3 thì chúng ta cho phép là có thể còn là một cái cây lớn ấy, thì nó có nhiều là nó có nhiều cây con, và mỗi cây con như vậy là có một cái gốc. Ví dụ như này thì cái mô hình mình như này, đây là một cây nhé. Cây thứ hai này, cây thứ ba này, đấy, được chưa? Đấy thì khi mà ta gộp ba lại với nhau thì người ta gọi cái này là một cái rừng, nhưng người ta gọi cái này là một cái rừng. Như vậy là và trong trung quốc của đồ thị thì mỗi cái này là mỗi một cái cây con này nó là một thành phần liên thông của cái rừng này. Đấy. Thì như vậy là rừng là gì? Rừng là một cái nôm na là rừng là một cái cây, rừng là một cái đồ thị đơn vô hướng, không cần liên thông nhưng mà không có chu trình. Thì khi đó rừng sẽ mà các thành phần liên thông của rừng chính là các cây. Thì trong một đồ thị ở cái hình mô hình này cũng thấy cho có thể chúng ta có thể có nhiều cây là các hợp, có thể nó có làm đây là hợp A này, đây là B này, đây là C, như vậy nó có ba cây, mỗi cây này làm tổng hợp, cái này là một cái rừng nhé. Vậy là nhiều cây gộp lại thành một cái rừng nhé, mà thông thường chúng ta chỉ xét bằng một cây thôi, là một cây là một cái này thôi. Trong định nghĩa 1 và 2 thì cây nó chỉ là một cái mảnh đó thôi nhé. Đây mình chúng ta sang với ví dụ thứ ba, chúng ta sang ví dụ thứ tư, nhưng rất nhiều ví dụ khác nhau nhé. Thì chúng ta cái mô hình gia phả của một gia đình đấy, bao giờ người ta cũng có là một chiếc mình cây. Đây là cái ông tổ này, ông tổ gốc này, đấy, ông tổ gốc đây là có ba người con nhé. Đây là ông tổ một, ông tổ hai, đây là bà tổ ba, và những này ông lại cắt một người lại có nhiều con cái. Thì cái mô hình gia phả chúng ta chính là mô hình các thế hệ khác nhau, nó chính là cái mô hình cây đấy. Thì các bạn ở Việt Nam mình là bất cứ một dòng họ nào, một gia đình nào cũng nằm đều là một thành phần nằm trong một cái dòng họ, cái gọi là cái gia phả của cái dòng họ nhà mình. Người ta sẽ lưu truyền lại, thì càng lên cao thì người ta lưu truyền, ai có cái gia phả mà càng nhiều mức ấy, chứng tỏ người ta lưu truyền càng nhiều thông tin. Bây giờ ông dừng lại một cái điểm nào đó, một cái điểm xa xưa nhất là cái điểm gốc của một ông tổ nào đó của dòng họ của chúng ta. Thì đây là mô hình gia phả. Hay là cái mô hình nữa các bạn rất hay gặp trên thực tế, các bạn rất hay làm khi cho học sinh làm các cái bài tập, làm những cái vẽ cái hình ấy, là thứ năm là cái mô hình gì, cái mô hình nhà, nó gọi là mô hình sơ đồ tư duy. Đấy, sơ đồ tư duy là cái mà chúng ta rất hay gặp, đúng không? Chúng ta có một cái chủ đề một, chủ đề gốc này, đúng không? Cái chủ đề gốc này. Sau đó chúng ta sẽ vẽ ra các cái chủ đề nhỏ hơn nhé, chủ đề nhỏ hơn, chủ đề con. Sau đây lại vẽ ra thêm các chủ đề nữa. Cứ như vậy. Đây nó là một cái sơ đồ tư duy rất là học sinh làm quen rất nhiều ở trong trình phổ thông nhé. Đặc biệt là cấp 2 là nhiều nhất liên quan đến cái còn tiết sáu cùng tôi mô tả cái
là cái mô hình cây thư mục ở trong 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 các ổ đĩa, trong các lưu trữ thông tin đấy, mô hình cây thư mục. Cái này hiển nhiên quá rồi, cây cây thư mục lưu trữ thông tin thì hiển nhiên đó là mô hình cây rồi, đúng không? Chúng ta có một cái ổ gốc, ổ ổ C đây nhé, ổ C đây, và cho nó có cái thư mục con của nó đây, thư mục con, thư mục data chẳng hạn, thư mục doc document chẳng hạn, đúng không? Thư mục gì đó nữa, và trong này là có thư mục con nữa, cứ như vậy có rất nhiều thư mục con ở trong này. Đấy. Thì đây là cái mô hình cây thư mục, thì nó chính là gì, nó chính là mô hình cây đấy, được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau có một loạt các định nghĩa rất quan trọng. Thì ở cái phần bài bài trước ấy, chúng ta đã làm quen với cái mô hình là heap ấy, mô hình là đống ấy, thì nó chính là mô hình cây đấy. Mà ở cái bài trước chúng ta đã làm quen rất nhiều các định nghĩa rồi, bây giờ tôi xin nhắc lại một lượt nữa ấy, để chúng ta có cái hình dung nhé. Đây, thế thì đây là thông thường đây là gốc này, nó sẽ có nhiều các cái đây, như thế này. Được chưa? Đấy. Kiểu thì đây ở đây là kiểu đây là các khóa là 5 này, ở đây là 10 này, ở đây là 2 này, ở đây là 7 này, ở đây là 1 này, ở đây là 0 này, ở đây là 6 này, ở đây là 5 nữa này, ở đây là 9 này, đây là 12 này, đây là 14 này. Đó. Được chưa? Thì như vậy là một cây là nó có rất nhiều các cái nút như vậy. Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Chúng ta có một loạt những cái định nghĩa này, một loạt những cái định nghĩa rất rất quan trọng nhé. Đây tôi xin hình này tôi vẫn còn quay lại hình ảnh rất nhiều nhé, nhưng bây giờ tôi sẽ xuống dưới này và tôi sẽ đưa ra một loạt các cái định nghĩa và chúng ta sẽ quay lại, chúng ta nhìn vào đây để chúng ta hình dung nhé. Hay tôi nói luôn này, tôi nói luôn nhanh nhanh nhỉ nhé, đỡ phải đây, chúng ta sẽ tự chúng ta các bạn sẽ tự ghi chép nhé cho nhanh. Thì cái này là cái chuyện là cái thiêu đầu tiên này, đây là gốc rồi, gốc chúng ta hiểu rồi, gốc đúng không, là anh tôi nó là root nhé. Tiếp theo là khái niệm thế nào là cái nút, thế nào là khái niệm thế nào là nút lá và nút không phải là lá, tức là nút trong. Nút lá là nút là không có nút con trong 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 cái này như thế. Tôi kiểu cái này là lá này, tôi sẽ vòng tròn to một tí, đây là lá này, là cái nút không nút trong là nút lá, rất nhiều nút lá nhé, trong trong một cái mô hình cây bây giờ có nút lá đấy. Còn nút trong là nút là có ít nhất là có một nút con, thử nút trong trong tôi sẽ kiểu tôi đọc dấu vuông như thế là nút trong nhé, nút trong nhé. Đây là trong này, đây là trong này. Đấy, như vậy là một cây bây giờ nó chia ra các nút, chia làm hai loại, nút lá và nút trong, được chưa? Rồi tiếp theo là khái niệm là thế nào là nút anh em. Nút anh em là các nút mà có cùng cùng cha, 6 năm là cùng cha là 2 này, nút 9, 12, 14 là cùng cha là nút số 0 rồi này. Đó. Hay nút là 10, 2, 7 cùng cha là cái nút 5 này. Đấy, thì nó gọi là nút anh em. Được rồi. Tiếp theo chúng ta có những cái quan trọng nữa là khái niệm là mức. Mức của một cái nút. Tiếng Anh nó là level nhé. Rất, rất quan trọng. Level. Thì như sau này. Cái nút 5 này này là có cái mức là 0 nhé. Mức 0. Mức 10 là cái dòng thứ hai này là đây là mức 1 này. Cái dòng này là mức 2 này và cái dòng này là mức 3. Thông thường các mức là được vẽ ra trên một đường thẳng. Được chưa? Thế thì định nghĩa tổng quát là như này nhé. Là định nghĩa như sau này. Là định nghĩa như sau là nút gốc nhé. Nút gốc thì mức của nó là mức 0. Đấy. Nếu một nút cha mà có cái mức là mức K thì nút con có mức là k cộng 1, định nghĩa như vậy. Thì như vậy là một cái mức, một nút bất kỳ mà có mức là k thì nút con của nó sẽ là có nút mức k cộng 1, được chưa? Đây, thì chúng ta chú ý cái đây là cái điểm là mức nhất. Tiếp theo là chúng ta có khái niệm tiếp theo nó rất quan trọng là khái niệm là
Cái điểm nữa rất quan trọng là cái nút là khái niệm là cái độ sâu hay là tiếng Anh là depth nhé của một nút là như nào. Thì cái độ sâu này là gì? Chính là bằng cái độ dài theo cạnh đấy, theo cạnh làm cái đường đi từ nút đó lên gốc. Như vậy là cái độ sâu của một nút chính là mức, đúng không ạ? Độ sâu của mức nó chính là đấy là mức. Rồi tiếp theo nữa, khái niệm tiếp theo là khái niệm chiều cao tiếng Anh nó là height, rất quan trọng. Khái niệm height rất quan trọng của một nút là cái gì nhé. Thì chiều cao của một nút cũng được định nghĩa như sau, định nghĩa giống như là khái niệm mức ấy, là như sau nhé, là định nghĩa như này này, định như sau nhé, là mà nó ngược lại, tức là cái nút lá thì có cái chiều cao, theo định nghĩa có chiều cao là không nhé. Còn chiều cao của một nút là như sau, chiều cao của một nút bất kỳ tính như sau nhé, tính này sẽ bằng 1 cộng với maximum của tất cả các chiều cao của các nút cong của nút này. Như vậy là nôm na gì, hay chúng ta hiểu chiều cao của nút gì, chiều cao của nút là một cái đường đi dài nhất từ cái nút đó xuống tới nút lá, mà dài nhất, xa nhất thì nó là chiều cao. Để tôi lấy ví dụ nhé, hay như vậy chúng ta hiểu như vậy là chiều cao có thể hiểu như sau. Cái chiều cao đây này, các bạn sẽ như vậy, cái chiều cao nhé, chiều cao của một nút sẽ bằng cái đường đi dài nhất từ nút đó đến một nút lá nào đó nhé. Được chưa? Còn chiều cao của cây, khái niệm nhé, chiều cao của cây là cái gì? Chiều cao của cây chính là bằng gì? Chính là bằng định nghĩa là chiều cao của gì? Nó là chiều cao của root, và nó chính là bằng, đây nó bằng là cái mức cao nhất của cây, là mức cao nhất của một cái nút lá nào đó. Như vậy nó có rất nhiều khái niệm nhé, khái niệm chiều cao, khái niệm là độ sâu, khái niệm chiều cao của một nút, khái niệm chiều cao của toàn cây. Để mày lấy ví dụ, tôi lấy ví dụ nhé, để chúng ta lấy ví dụ chúng ta sẽ thấy ngay là đây, ví dụ như ở đây nhé. Này, đúng không? Thì đây nhé, cái này nó là mức 0 này, đây nó là mức 1 này, đây nó là mức 2 này, đây nó là mức 3 này, đây là mức 4 này. Thì cái chiều kim cái mức lớn nhất của một cái nút lá nó chính là chiều cao. Hay là từ đây ta đi từ 4 lần, 1 lần này, 2 này, 3 này, 4, đi được chiều, đi từ cái đỉnh gốc này đi được theo dài 4 đến cái mức lá ở mức xa nhất, thì nó chính là cái độ cao, chiều cao. Như vậy cái nút này là có chiều cao, tôi mô tả chiều cao nhé, nút này có chiều cao là 4 này, tức là 4 cạnh này. Nút này là có chiều cao là mấy? Nút này là có chiều cao là 1 này, nút này là có chiều cao là 0 này. Đấy, tôi mô tả nhé. Được chưa? Đấy. Cái nút này là có chiều cao là 0, nút này có chiều cao là 1, nút này có chiều cao là 2, nút này có chiều cao là 3. Đấy. Được chưa? Nút này có chiều cao là 0. Như vậy nút này là 4 này. Có 3 nút con thì nút con này có chiều cao là 3, nút con này có chiều cao là 1, nút này có chiều cao là 0, thì cái chiều cao của nút này bằng là bằng gì?
bằng là đây, chúng ta xem lại cái công thức ở trên nhé, bằng gì, chiều cao ống hút là bằng gì, oh, xin lỗi, bị thu xuống. Để tôi một tí, nó bị đây luôn. Mình bấm nút nào để ra cái đấy rồi. Thôi tôi vẽ lại vậy nhé. Từ chiều cao của một nút bằng là bằng 1 cộng với max của chiều cao có các đốt cong. Này tôi vẽ lại cái này vậy. Cái này tôi vẽ này. Bên này nhé. Đây. Chiều cao nó là 4 này, con mình nó là thằng này nó là mức rồi này. 4 nhé. Vì thằng này là mức, thằng này là mức 0, thằng này là mức 1. Thằng này là mức 2, thằng này là mức 3, thằng này là mức 4. Đấy. Thì chiều cao của cái anh này là 4 này. Anh này lúc này có chiều cao là 3 này. Lúc này có chiều cao là 1 này, lúc này có chiều cao là 0. Như vậy cái anh 4 này bằng là max, bằng là 1 cộng với maximum của 3, có 3 cái mức này, có 3 cái chiều cao này nhé. Cái chiều cao có thể hiểu là một là đường đi lớn nhất từ đỉnh, từ nút đó đến một nút lá bất kỳ. Đấy, được chưa? Đó, cái đó là cái khái niệm là chiều cao. Đấy, như vậy là có rất nhiều khái niệm rất là quan trọng nhé. Đó. Thì chiều cao của cái chiều cao của chiều cao của cái gốc ấy thì nó chính là chiều cao của cây, được chưa? Đó thì chúng ta chú ý nhé. Rồi tiếp theo là như tiếp theo nữa là khái niệm rất quan trọng là khái niệm thế nào là cây nhị phân. Thế nào là cây nhị phân? Cây nhị phân là như sau nhé. Cây nhị phân là gì? Là với mọi nút bất kỳ của cây thì nó chỉ có nhỏ hơn hoặc bằng là 2 nút con thôi, 2 nút con, không có quá 3 nút con. Thì trường đó người ta gọi là cây nhị phân. Đây, cây nhị phân chỉ nó chỉ có cùng lắm là 2. Đấy nhé. Đây, đây. Thì đây là cây nhị phân. Còn như thế này không phải, thế này là 3 nút con không phải. Cây này là cây mà nó có nhiều hơn thì không phải cây nhị phân. Nó có mắc dù là 3 nút thì người ta gọi là cây tam phân. Nếu số này là 3 thì nó gọi là cây tam phân. Số này nó là M thì cây M phân. Mà chúng ta chỉ tìm hiểu cây nhị phân thôi. Đấy. Về cái cây lớn hơn nhé, cây tam phân này. Cây tam phân nhé, cây tứ phân nhé. Hay là cây ngũ phân. Thì có rất là phức tạp. Và tổng quát thì là gọi là cây M phân. Thì tất cả liên quan đến cái mô hình cây tổng quát này là còn rất nhiều bài toán mở chưa có lời giải nhé, là một cái lĩnh vực rất là rộng mà người ta vẫn đang nghiên cứu chủ yếu phần lớn là làm việc với cây nhị phân thôi, là được cây nhị phân được nghiên cứu rất là nhiều và nên có rất nhiều kết quả, rất nhiều cái bài toán liên quan đến xử lý những cây nhị phân. Còn cây tam phân là nó phức tạp hơn rồi, nó không dễ như cây nhị phân, còn càng lên cao thì nó càng phức tạp. Trên ở đây có một cái mảng rất lớn là cái mảng cây M phân bất kỳ, làm nó khái niệm rất là khó nhé. Chúng ta ở đây chỉ dừng lại ở cây nhị phân thôi. Cây nhị phân của chúng ta là nó là cũng quá là đủ chúng ta tìm hiểu rồi, được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào cái khái niệm là cây nhị phân nhé. Như vậy là từ nay trở đi chúng ta sẽ chỉ liên quan đến cây nhị phân thôi, chứ không tìm hiểu các cây tổng quát, cây tổng quát nhé. Không phải cây tam phân của có bất kỳ, mà chỉ quan chúng ta là chỉ chúng ta chỉ có chúng ta nhé chỉ làm việc với cây nhị phân thôi nhé. Với cây nhị phân thôi, được chưa? Rồi thì với cái nhị phân như sau, thì một nút như vậy, một nút của nó có thể có maximum là 2 nút con, và với 2 nút con thì chúng ta sẽ vẽ một nút ở bên trái và bên phải, và người ta ký hiệu là gì, ký hiệu cái bên này là đây nó gọi là nút con trái nhé, nút con trái
Còn bên này là nút còn phải, chúng ta luôn vẽ như vậy, nút còn phải. Như vậy là đối với một cái nút với một cây những cây nhị phân ấy thì mọi nút của chúng ta đều là có maximum là hai nút con. Thì cần chỉ rõ ra đó là nút con trái hay là nút con phải. Ví dụ như này thì nút này là nó chỉ có một nút con trái thôi. Còn trường hợp này là nó chỉ có một nút con phải thôi. Nhưng mà lại phân biệt thế nào là nút con trái và phải, phân biệt rõ ràng ra, được chưa? Đó, chúng ta chú ý nhé. Và chúng ta vẽ sang bên trái thì nó là bên trái, vẽ sang bên phải thì bên phải. Đây là nút con trái này, nút con phải này. Đây có cả hai nút này. Đó, chúng ta chú ý nhé. Thì một cái cây mà là nhị phân ấy, một cái cây là nhị phân nhé. Nhị phân nhé. Thì với mọi nút con thì nó đều là đỉnh của một cây nhị phân con khác. Chưa? Đây là nút A nhé. Thì nút A nó có hai cái nút con, đây là B, đây là C nhé. Thì bản thân B nó là đỉnh của một cái cây nhị phân con. Đó. Thì cái cây nhị phân con bên này người ta gọi là cây nhị phân con của A hay là cái đó là nhánh trái. Còn cái bên này này, cái bên này nó là gọi là nhánh phải của A. Đây, thấy không nào? Đây, cây nhị phân. Thì cái này nó là nhánh con phải hay là cây con phải của A. Còn cái bên này nó gọi là nhánh con trái hay là cây con trái của A. Đấy. Thêm B là nút con trái của A, C là nút con phải của A. Chúng ta chú ý. Đây, như vậy chúng ta có thấy là chúng ta có rất nhiều những cái. Và khi vẽ ra một cái cây thì thông thường người ta vẽ ra là các cái nút mà cùng mức chúng ta vẽ trên một hàng ngang. Chứ ít là các bạn cứ chú ý khi vẽ nhé. Thì chúng ta các cái nút đồng mức chúng ta vẽ trên một đường thẳng đẹp hơn. Đây nhé. Đây là nút mức 0 này, mức 1 này, mức 2 này. Đấy, mức 2. Ví dụ như này, như mức 3 này. Đấy. Mức 3 này, mức 4 này. Đấy. Được chưa? Chứ không ai vẽ mà ta vẽ trên một cái đây là mức 0 này, đúng không? Đây là mức 0 nhé. Đây là mức 1 này, đây là mức 2 này. Đây là mức 3 này. Chúng ta nên vẽ trên một hàng ngang. Chứ đừng tránh chỉ vẽ nó sai thì nó rất là xấu. Đấy. Không ai vẽ như này đâu, không ai vẽ là các cái mức của nó là lung tung như là, lấy ví dụ không ai vẽ như này là sai nhé. Thật vẽ vẫn được, về lý thuyết là được, nhưng mà không ai vẽ như vậy. Đây này, không ai vẽ như thế này, xong lại như thế này, xong lại như thế này, xong lại như thế này, không ai vẽ như thế này nhé. Đây, không ai vẽ này, vẽ thế này là không có gì cả, không là sai nhé. Không sai, nhưng mà người ta không quen mùa như này, người ta quen là phải vẽ như này. Đấy, các bạn chú ý nhé. Như vậy hình này là chúng ta về mặt lý thuyết là không gì sai. Về mặt vẽ đồ thị chúng ta vẽ thoải mái, nhưng mà ở đây chúng ta không quen. Chúng ta khi vẽ một cái cây chúng ta luôn là các cây cứ nút một đồng mức ấy, là chúng ta phải vẽ trên một hàng ngang thẳng cho nó đẹp. Nguyên tắc của nó là như vậy nhé. Đầu tiên là mức 0, sau mức 1, 2, 3, 4, được chưa? Rồi, thế thì chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu các cái cây nhị phân. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu cái cây nhị phân nhé. Mà chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách cái tổ chức dữ liệu cho cây nhị phân như thế nào. Đấy, rất quan trọng cây nhị phân của chúng ta nhé. Thì trước khi mà đi vào chúng ta cách tổ chức, chúng ta có một vài định nghĩa. Thì trong cây nhị phân chúng ta chú ý đặc biệt là chúng ta sẽ có hai cái mô hình cây nhị phân rất quan trọng nhé. Có hai cái mô hình rất quan trọng. Hai mô hình rất quan trọng nhé. Một là gọi là cây nhị phân, một là cây nhị phân hoàn hảo, hay tiếng Anh nó là perfect nhé, perfect. Đấy. Là như sau nhé, là cây nhị phân hoàn hảo, cây nhị phân mà ở tất cả các cái mức của nó đều có đủ mức, không thiếu chỗ nào cả, kể cả cái từ mức 0 cho đến cuối cùng là mức K chẳng hạn, hay là gọi là mức H đi nhé.
thì nó đều có, thông thường người ta khi mà cây như vậy thì cái mức cao nhất ấy, thì nó chính là chiều cao của cây. Thì cái cây này là nó như sau. Cây này là cây như này này. Cái cây cây nhị phân hoàn hảo mà là có chiều có là hay là có chiều cao H là như thế này. Đây này. Ở tất cả các mức đều là đủ đủ hết nốt, không thiếu nốt, không thiếu gì cả nhé. Đấy. Đấy. Đủ hết, đấy nhé, đủ hết này, đó. Đây là mức 0 này, đây là mức 1 này, đây là mức 2 này, đây là mức 3. Nhưng mà đây là cây, đây chính là cây nhị phân hoàn hảo. Có chiều cao là bằng 3. Đấy, được chưa? Thì ở với cây hoàn hảo chúng ta dễ dàng tính nhé. Ở cái mức 0 này là nó có 2, là nó có 2 là nó có một nút này. Ở mức 1 là nó có 2. Đây là 1 nhé, đây là 2. Ở mức 2 là nó có là 4, ở mức 3 là nó có 8. Như vậy là gì? Như vậy là ở mức 0 là nó là 2 mũ 0, 2 mũ 0 nút. Ở mức 1 là nó bằng là 2 mũ 1 nút. Ở mức 2 là nó có 2 mũ 2 nút. Ở mức 3 là nó có 2 mũ 3 nút. Tổng tổng quát. Tổng quát thì ở cái hàng cuối cùng này gọi là mức H đi. Là mức H này nó có là 2 mũ H. 2 mũ H phần tử. Vậy suy ra như sau nhé. Mẹ suy ra như thế này nhé. Vậy suy ra là cái số lượng phần tử, cái số nút của nó, cái số nút của cái cây hoàn hảo có chiều cao là H sẽ bằng là 1 cộng với 2 cộng với 2 bình phương cộng chấm cộng với 2 mũ H, đúng không? Đấy. Cái này chứng minh cái này chính là bằng là 2 mũ H cộng 1 tất cả trừ đi 1. Thì ta có thể thấy thế nó rất rõ ràng. Công thức này là tính được nhé. Thế đây là cây hoàn hảo. Là cây mà cái định nghĩa thứ hai là cây rất quan trọng là cây hoàn chỉnh. Chính là cái mô hình cây mà dùng để mô tả cái đống ấy, hít mà các bạn học cho cái buổi trước ấy, thì nó chính là cái nó làm cái này bị cái này. Đây. Đây nhé. Tiếp theo là khái niệm rất quan trọng là cây gì? Tiếp theo cái quan niệm là cây cây hoàn chỉnh. Hay thì anh nó là complete nhé. Complete tree đấy. Chữ này là perfect. Thì có chỉ là gì? Cây hoàn chỉnh là cây mà nó gần giống hoàn hảo, chỉ khác hoàn hảo ở cái hàng cuối cùng, mà cái mức cuối cùng là nó có thể nó thiếu, nhưng mà nó phải liên tục từ trái sang phải đây. Mức mức không này đầy đủ, mức 1 đầy đủ này, ví dụ là mức 2 đầy đủ nốt, đúng không? Mức 3 đầy đủ, ví dụ như vậy, mức 3 đầy đủ. Mức 4 cuối cùng là nó thiếu, nhưng mà nó phải liên tục từ trái sang phải. Một đủ này, phần đủ này đủ, thằng này đủ, thằng này đủ, thằng này đủ hết, chấm hết. Như vậy hàng cùng là nó phải thiếu, nó không đủ, nó chỉ đến đây đấy. Đây đây nó gọi là mô hình cây cây hoàn chỉnh. Đây là cây hoàn chỉnh rất quan trọng nhé. Cây hoàn chỉnh là cây như sau này, là cây mà như sau này, tất cả các nút có chiều cao, thôi tất cả nút là ở mức 0 cho đến mức h trừ 1, mức 2, mức k trừ 1 thì có đủ nút. Riêng mức k cuối cùng ấy, hay là mức h ấy, thì nó không đầy đủ, nhưng mà nó phải phủ kín từ trái sang phải. Được chưa? Ở đây có thể thêm bốn nữa đều được, không sao, nhưng nó phải liên tục, nó không được, nó không có cách ra. Còn ở cái hàng một là cái mức 1, mức 0, mức 1, mức 2 cho đến mức k trừ 1 ở đây là nó phải đủ, không thiếu cái gì cả. Như vậy ở trên đây vẫn là 2 mũ 0, đây vẫn là 2 mũ 1, cho đến gần trước mặt đây gần cô này là 2 mũ h trừ 1 là đủ hết. Riêng cái phần cùng này là thiếu. Thiếu. Đấy. Được chưa? Vậy từ đầu nó riêng là phải đủ. Chỗ này có vẻ thiếu, tự ký hiệu là T, có T phần tử. Thì T phần tử này là phải chạy từ trái sang phải, là phải phủ kín. Bên phải cùng có thể bỏ ra, có thể thiếu một đoạn, nhưng mà nó phải phủ kín phần đầu của cái hàng hay là của cái mức mức H ấy. Đây là mức H nhé. Đây, chúng ta hiểu. Thì đây là cây hoàn chỉnh rất quan trọng. Cây hoàn chỉnh là những cây hoàn hảo là một chiều riêng của cây hoàn chỉnh. Cây hoàn hảo là cây bằng mức mức
cuối cùng là nó phủ kín từ trái sang phải, phủ kín hết. Còn nó thiếu một phần ở bên phải thì nó là cây, nó là cây hoàn chỉnh, được chưa? Nhưng cây hoàn chỉnh là cây đóng vai trò rất là rất, rất rất là quan trọng, được chưa? Đấy. Cái nút lá các bạn chú ý là cái nút lá là nút có chiều cao 1, là chiều cao 0 nhé. Nút nút trong có chiều cao lớn hơn bằng 1. Đây là nút lá này, đây là có chiều cao 0 này. Lá này là lá này, đấy, được chưa? Đấy. Thì chúng ta nhớ lại ở trong cái trong cái chương trình về đống ấy, chúng ta bây giờ tôi chốt lại một vài cái tôi đã sau phần này. Bây giờ tôi như vậy, chúng ta sau khi tụ định nghĩa được cái hoàn chỉnh rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập cái cấu trúc dữ liệu cho cây, được chưa? Đấy, chúng ta cùng nhau nhé. Bây giờ sang phần tiếp theo rất quan trọng là chúng ta sẽ cùng nhau học một cách là cách mà thiết lập cái cấu trúc dữ liệu, thiết lập cấu trúc dữ liệu cây nhé, rất quan trọng. Cấu trúc dữ liệu cây nhị phân nhé. hay là được khác là chúng ta tìm cách là biểu diễn cây nhị phân trên máy tính nhé. Anh ta hiểu cái nhị phân trên máy tính nhé, trên máy tính. Đấy, thì đây là trong cái chuyên đề 2 của cuốn sách giáo khoa tin 12, chuyên đề khoa máy tính ý, thì cái chương 2 chính là cái chương nói về cái cấu trúc cây này nhé. Thì tôi nói luôn nhé, về mặt tổng quát về thiết lập cấu trúc dữ liệu cây nhị phân ý, thì nó có hai cách chúng ta biểu diễn, có hai cách nhé. Cách thứ nhất là biểu diễn bằng mảng một chiều. Biểu diễn bằng mảng một chiều. Hay là có thể dùng list của Python để mô tả. Và cái thứ hai là biểu diễn bằng các cái nút liên kết. Được chưa? Đó. Thì ở đây tôi sẽ trình bày các bạn chủ yếu là trình bày phần này nhé, phần thứ hai phần quan trọng nhất. Vì thực ra khi mô tả cây nhị phân ấy thì thông thường người ta dùng các nút liên kết thì nó mới là chính xác hoàn toàn mà đúng đắn. Nhưng tuy nhiên rất nhiều sách, rất nhiều tài liệu của ta vẫn nói thêm cả cái phần biểu diễn bằng mảng. Vì sao? Vì nó có cái hay của nó. Thực ra biểu diễn bằng mảng nó có những ý hay. Nó không hay về mặt gọi là mà tối ưu đâu, không hay. Nhưng mà nó hay gì? Hay là vì phần lớn người ta nói chung những người làm tin học là quen khái niệm mảng lắm, khái niệm mảng khá là rất quen. Khi mô tả bằng mảng một chiều cảm thấy nó dễ hiểu hơn về mặt gọi là hình dung. Tuy nhiên là nó không tối ưu, phải cách thứ hai mới là tối ưu. Thì tôi chỉ bày cả hai, phần một là tôi chỉ bày rất nhanh thôi. Còn trong sách giáo khoa tin 12 năm nay này, tin 12 mà chuyên đề ấy, thì biểu diễn trong đó thì người ta mô tả hoàn toàn biểu diễn bằng mảng một chiều, người ta không mô tả bằng liên kết. Phần này phần tôi nói trong cái buổi tập huấn rất nhiều lần rồi, là hồi đó khi bố chú viết phần này thì chúng tôi có đề nghị là mô tả bằng nút liên kết, thì hội đồng thẩm định họ kêu là khó quá nên bỏ đi, và họ thì đề nghị là bắt buộc phải viết bằng mảng một chiều. Mặc dù là rất dở là nó dùng bằng mảng một chiều nó có cảm giác nó dễ hiểu hơn, nhưng mà có cái nhược điểm rất lớn là nó không hoàn toàn, không tối ưu, rất là dở, cho nên chúng ta không thể dùng cái cách biểu diễn bằng mảng một chiều để ta đi làm bài tập, đi làm các cái đi trong các cuộc thi mà thi đấu ấy, thì không thể dùng mảng một chiều được. Thi đấu thì bắt buộc phải dùng nút liên kết thì nó mới tối ưu về mặt thuật toán nhé. Mà đây tôi chỉ bày nhanh cả hai phương án, tôi chỉ bày nhanh phương án một trước, sau đó tôi trình bày sang phần hai mới là cái phương án chính mà tôi muốn trình bày các bạn nhé. Rồi thế thì chúng ta sẽ đi vào nhanh cái phần liên quan đến biểu diễn bằng mảng một chiều là như thế nào. Mình cho trước một cái cây nhị phân bất kỳ, làm thế nào để biểu diễn nó bằng một cái mảng một chiều mà có thể cho như vậy là có thể qua cả hai chiều. Cho trước một cái cây nhị phân, biểu diễn nó bằng một cái mảng một chiều, và ngược lại cho trước cái mảng một chiều biểu diễn nó bằng một cây nhị phân. Thì đó là cái ý của cái phần thứ nhất nhé. Rồi tôi sẽ trình bày luôn bây giờ. Thì cái phần này mà trong cái phần trước, phần hip ấy, thì các bạn làm quen thì chính cái hip của nó chính là một cái mảng,
cái mảng đó là mô tả một cây nhị phân. À, như vậy là cái mảng mà cái mô hình cây nhị phân của hip ấy, nó chính là mà đợi chờ đợi bây giờ đây nhé. Rồi thì chúng ta đi vào cái phần thứ nhất nhé. Tôi sẽ đi vào cái phần thứ nhất của đây là một trong những phần chính của bài hôm nay đấy. Phần thứ nhất ấy là chúng ta sẽ học cách biểu diễn cây nhị phân bằng một cái mảng một chiều là như thế nào. Rồi thì phần này chúng ta làm như sau nhé. Phần này thì chúng ta sẽ phải thi hành theo hai bước rất quan trọng nhé. Bước một là chúng ta sẽ giả sử cây nhị phân đó là cây nhị phân là hoàn chỉnh, phải là hoàn chỉnh trước đã nhé. Và bước một là tìm hiểu cái cách biểu diễn cây nhị phân hoàn chỉnh. Rồi nhắc lại hoàn chỉnh là gì? Hoàn chỉnh là cái cây nhị phân mà ở tất cả cây mức của nó đều là có phủ kín, không thiếu một nút nào, trừ cái mức cuối cùng là nó thiếu, nhưng mà mức cuối cùng đó là phải có đủ, phải các cái nút phải liên tục từ trái sang phải, được chưa? Thì đó là cây nhị phân hoàn chỉnh. Thì cây nhị phân hoàn chỉnh đó chúng ta biểu diễn như sau, đây tôi mô tả nhé. Thì nó rất đơn giản. Đây chúng ta, tôi lấy ví dụ cho đơn giản nhất, chúng ta sẽ vẽ ra bằng cây nhị phân hoàn chỉnh. Ví dụ như đây là chúng ta vẽ được là 7 này, ở đây là 10 này, ở đây là 6 này, ở đây là 2 này, ở đây là 4 này, ở đây là 5 này, ở đây là 9 này nhé, ở đây là 11, ở đây là 1. Đấy. Như vậy là ở tất cả các mức của nó đều là đủ hết này. Ở hàng thứ nhất nhé, hàng nhất là không là một phần tử là đủ này, hàng thứ hai là 2 này, hàng thứ ba là 4 đủ, hàng thứ năm có 2 phần tử thôi nhưng mà nó phủ liên tục từ trái sang phải. Được chưa? Rồi, thì chúng ta biểu diễn như sau này. Chúng ta sẽ viết lại nó bằng một cái mảng một chiều, viết từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Chúng ta viết là 7 này. Hàng thứ hai này là 10 này, 6 này, hàng thứ ba này, 2 này, 4 này, 5 này, 9 này, hàng thứ tư là 11, 1. Đây chính là cái mảng ứng 11 với cái cây này, được chưa? Và ngược lại, cho trước một cái mảng bất kỳ, chúng ta có thể vẽ nó, biểu diễn nó chính là một cái cây nhị phân hoàn chỉnh. Đây, ngược lại nhé. Như vậy là đây là cho trước. Ngược lại nhé. Cho trước một cái mảng A bất kỳ. Như A này bằng này. Ví dụ như là 4 này, 5 này, 9 này, 10 này, 2 này, 0 này, 1. Đây nhé. Rồi, chúng ta sẽ vẽ cây này. Đâu chúng ta vẽ 4 chứ này, chúng ta vẽ 4 nhé, chúng ta vẽ xem đây là 5 này, xong đây là 9 này, xong đây là 10 này. Đây là 2 này. Ở đây là 0 này, 1. Đấy. Như vậy là cái mảng này ứng với cái cây này. Như vậy là gì? Như vậy chúng ta thấy ngay là gì? Là giữa một cái cây nhị phân hoàn chỉnh sẽ có ứng tương 11 với một cái cây một cái mảng nhé. Như vậy là gì? Như vậy là một cái cây nhị phân hoàn chỉnh sẽ có một tương ứng 11 với một cái mảng một chiều bất kỳ, cái mảng một chiều, mảng một chiều A nhé. Đấy, thì theo cái cách này chúng ta vừa làm nhé. Thì cách này chính là biểu diễn của một cái mảng một chiều, biểu diễn của một cái cây nhị phân hoàn chỉnh nhé. Phải bước là phải hoàn chỉnh nhé, không hoàn chỉnh thì không làm được. Phải là cây nhị phân hoàn chỉnh thì nó mới có một giữa một cái mảng bất kỳ và cây đó. Thì cái này là cái chính mô hình mà chúng ta đã làm trong cái mô hình của cái hip, thì chúng ta nhớ lại đúng không? Đấy. Thì chúng ta có quan hệ như sau nhé. Như vậy như sau này, cái quan hệ như sau này, bây giờ tôi sẽ mô tả chính xác cái biểu diễn nhé. Biểu diễn cây nhị phân hoàn chỉnh nhé. Được chưa? Đấy. Thì như sau này,
cái phần tử gốc ấy thì chúng ta sẽ ứng nó chính là A0, đúng không? Đấy. Rồi chúng ta cứ liên tục từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, thì là chúng ta chú ý nhé. Gốc thì là A0 này, một cái phần tử K, ứng vừa cái nút K thì chúng ta có như sau. Một phần tử K thì chúng ta có công thức như sau này. Công thức là cái nút nút trang phần tử K, cái kiểu như là parent nhé. Parent của cái nút K, ứng với nút K thì nó ứng như nó bằng chính là cái nút là gì? Chúng ta viết là K-1 tức là -2. Đây ta nhớ lại công thức. Đấy. Tiếp theo là nút con. Nút con thì làm là left của K, như là nút con trái của A của K. Cái này nó chỉ bằng là 2 nhân với K cộng 1. 2 cộng 1. Còn nút con right của K sẽ bằng là 2 nhân với K cộng 2. Đây chỉ là cái công thức để chúng ta tính toán cái quan hệ 1:1 giữa hai bên nhé. Giữa một bên là cây nhị phân hoàn chỉnh, một bên là cái mảng một chiều. Mà chúng ta cứ thế chúng ta làm nó rất là đấy, được chưa? Đây chúng ta có một cái mảng A nhé. Cái mảng A đây. 4 0 1 5 9 10 15 7. Đây chúng ta sẽ vẽ ra này, được chưa? Đầu tiên là A0 này là 4 này. Được chưa? 4 này, 4 và bên trái của A, bên trái của 4 là gì? Bên trái của 4 là gì? Là ta lấy là ta lấy là cái 4 là và 0 đúng không? Như vậy là 2 nhân 0 cộng 1 là chỉ là 1. Như vậy là phần thứ nhất chính là 0 đây. Hay là tên trái sẽ trái phải 1. 1 này. 0 1 này, xong đó tiếp theo là 5 này, 5 này, 9 này. Nhá. Ở đây là 10 này, ở đây là 15 này, đây là 7. Đấy. Ứng với cái cây này này. Đấy. Được chưa? Và đây là cái quan hệ. Như vậy giữa một cái cây nhị phân hoàn chỉnh và một cái mảng là có đưa quan hệ 1:1. Cái quan hệ này là 1:1 nhé. Quan hệ là 1:1. Như vậy là mỗi một cái mảng một chiều sẽ ứng duy nhất với một cái cây nhị phân hoàn chỉnh, và ngược lại một cây nhị phân hoàn chỉnh sẽ ứng duy nhất với một cái mảng một chiều. Đấy, thì cái này chính là cái mà chúng ta sẽ làm được đấy, đúng không? Rồi thì chúng ta nhớ lại một chút từ cái bài cái mô hình hip, mô hình mà là vú đống, chính là mô hình này đúng không? Chính là mô hình này đây. Được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta nhớ lại một số cái nhé, chúng ta nhớ lại một chút những cái một số tính chất này rất quan trọng này, một số cái tính chất quan trọng của cái biểu diễn cây nhị phân hoàn chỉnh nhé, cây nhị phân hoàn chỉnh bằng mảng một chiều nhé, bằng mảng một chiều. Chúng ta nhớ lại tính chất quan trọng thứ nhất này là nó có trong cái phần về hip rồi, nhưng mà tôi chưa minh hoàn toàn, thì cái đây là phần có những bài tập về nhà các bạn sẽ làm, và nếu cần tôi sẽ hay nào đó tôi sẽ sửa lại, tôi sẽ ngồi tôi chữa lại cái bài tập này một lần nữa nhé. Được rồi, thì tất cả cái điều này đúng với là cái như giả sử n cho cây nhị phân T có n phần tử, được chưa? Tương ứng với cái mảng A có n phần tử. Các phần tử của A sẽ là ký hiệu là từ chỉ số từ 0 cho n trừ 1, đúng không nào? Rồi thì chúng ta có cái bệnh đề 1 hay là cái tính chất 1 nhé. Tính chất 1 này là như sau này. Các nút trong của T sẽ tương ứng là các phần tử sau đây.
là các phần tử với chỉ số là 0 này, 1 này, 2, và phần tử cuối cùng là n chia cho 2 lên chỉ 1. Đây là chỉ số các phần tử là gì? Là phần tử trong nhé. 2 là các nút lá tương ứng của t, tương ứng chỉ số sau. Là phần tử tiếp theo, phần tử này là n chia cho 2 phải n thứ 2 cộng 1 cho đến phần tử cuối cùng là n chỉ 1. Chúng ta nhớ lại nhé, là các cái này là đều là rất quan trọng đấy nhé. Rồi, tính chất 3 chúng ta nhớ lại. Tính chất 3 là sao? Có được chứng minh là chiều cao. Có thể chứng minh là cái chiều cao h của t được tính như sau. Tính theo công thức sau đây là h sẽ bằng gì? Bằng là log cơ số 2 của n. Tính chất 4. Cái này chúng ta tất cả cái này là toán học rất là dễ dàng đấy. Chúng ta nhận 4 là như sau nhé. Là tôi mô tả được chính xác cái chỉ số của cái từng phần tử một trên từng mức của cây đó nhé. Đây, nhận 4 là như sau, 4 như này nhé. Là như sau. Là chỉ số nhé, ở cái mức k ở đây hiểu là không nhỏ hơn bằng k nhỏ hơn hoặc là bằng h đấy nhé, nếu mà không hơn bằng h đúng không nào, bằng h nhé, thì như sau này, chỉ số các cái phần tử mức k như sau. Tức là ta cho chú ý là cái cây này là nó như sau nhé. Là đây là mức 0 này, đây là mức 1 này, mức 2 này, mức 3 này, đúng không nào? Mức 3 này. Đấy. Mức 0 này, mức 1 này, mức 2, mức 3, mức k, thì các phần tử ở mức k này là phần tử nào? Là phần tử như sau, là phần tử như sau. Phần tử có cái chỉ số như sau, có phần tử có chỉ số là 2 mũ k trừ đi 1 nhỏ hơn hoặc bằng y là cái chỉ số nhé, và nhỏ hơn hoặc bằng là 2 mũ y k cộng 1 trừ 2. Như vậy là cái chỉ số này nó nằm trong khoảng là từ 2 mũ k trừ 1 đấy, sau đó là 2 chấm, ở bên này là 2 mũ k cộng 1 trừ 2. Đấy, nó là một cái dãy liên tục các phần tử như thế, ta có thể chứng minh được nhé, có thể chỉ ra chi tiết các phần tử. Các phần này là tôi vừa đây nói, đây là hoàn toàn là toán học thì không có gì, mà nó không hoàn quan trọng lắm, nhưng mà nó cũng cho dễ hiểu, vì đây là cái mô hình một cái cây dãy phân hoàn chỉnh ứng với một cái mảng một chiều. Được rồi, như vậy chúng ta đã hình dung được cách chúng ta để có thể biểu diễn một cái mảng một chiều mà thiếu này ở với cây hoàn chỉnh. Được rồi, bây giờ chúng ta sang phần thứ hai là cách biểu diễn bằng mảng của một cây dãy phân bất kỳ chứ không phải là cây hoàn chỉnh, thì làm như nào. Bây chúng ta sang phần 2 nhé, phần này rất quan trọng. Phần 2 nhỏ là biểu diễn một cái cây nhị phân tổng quát bất kỳ t bằng mảng một chiều thì như thế nào, bằng cái mảng một chiều thì biểu diễn được không, biểu diễn như thế nào. Đấy, cái này phần này đây, đây phần này là phần mà theo tôi là rất là khó, thì tôi nói nhanh nhé. Chính vì phần này nó khó cho nên là tôi không hề muốn đưa cái này vào trong sách giáo khoa của lớp 12 đâu. À, nhưng vì theo ý kiến
khối lượng thẩm định ý, thì họ bắt tôi phải đưa vào, nhưng mà tôi có đưa vào mức độ rất là ngắn đấy, để chúng ta hình dung mà đây tôi nói kỹ hơn nhé. Như vậy là bây giờ cho trước một cây nhiễm phân bất kỳ thì không phải là hoàn chỉnh nhé. Như tôi lấy ví dụ như này, chúng ta cùng đây, chúng ta có một cây nhiễm phân bất kỳ nhé. Đây cho trước cây T bất kỳ nhé, nhị phân này bất kỳ nhé. Đây ví dụ như đây là 4 này, đây là 10 này, đây là 3 này, xong 10 này có trên này lại là 3 này, xong bên này nó lại là 5 này nhé. Ba này lại như sau, đây là 2 đó. Xong 2 này là chia nhỏ, đây là 6 đấy, ở đây là 11 đấy. Ở đây là mức 0 này, ở đây là mức 1 này, ở đây là mức 2 này, ở đây là mức 3 đấy. Được chưa? Thì cây này là cây mà nó không ở bất kỳ, cho nên nó thiếu rất nhiều vị trí đó. Thì làm thế nào để biểu diễn cây này bằng 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 mảng một chiều được? Làm như sau, chúng ta sẽ phải bổ sung vào nó đủ hết các nút cho thành bằng cây, để thành bằng cây là hoàn chỉnh, hay là hoàn chỉnh hóa đi, bằng cách chúng ta bổ sung các nút là năn, nút năn hay nút nun nhé. Đấy, ví dụ là 4 nhé, 4 này, 4 nhé. Ở đây mức 1 là đủ này, 10 này, 3 là đủ này nhé. Tiếp theo ở đây là 3 nhé, 3 và thiếu bên phải tôi kèm vào đây một nút kêu là n là nun nhé. Đó, tiếp theo 3 này, 3 đây là 2 này, tôi sẽ bổ sung vào đây thêm một nút là nút n nữa, là nút nun nữa nhé. Rồi 3 đây là 5, bên phải 5 bên trái thiếu, tôi thêm lại n nữa. Rồi bìa 2 ở đây là gì, 2 ở đây là 6, 11. Thằng này thì làm ở đây thì không cần nữa. Như vậy tôi phải đưa từ cái cây này này, thế là cây này nhé, đây tôi phải bổ sung các nút n, nút năn vào đây để nó trở thành bên này, cây bên này là cây là cây hoàn chỉnh rồi, hoàn chỉnh, nhưng mà có thêm cái nút năn vào đây nữa, được chưa? Rồi từ cây này tôi sẽ chuyển sang mảng một chiều, và cái mảng này này theo mô hình trên, và cái mảng một chiều này là cái mảng một chiều này là cái mảng mà gì, mảng mà có chứa, mảng một chiều có chứa rất nhiều, có chứa các cái nút năn rất là nhiều nhé. Đấy, vì tôi làm như sau nhé, đây tôi mô tả như sau này. Như phần này là phần rất là khó rồi. Bây giờ đây nhé, được rồi, tôi sẽ mô tả như sau. Như vậy bây giờ tôi sẽ phải biểu diễn cái này này. Đấy, thành như sau nhé. Thành ở đây là 4 này, 10 này, xong 3 này, 4 này 10, 3 xong là 3 này, 3 nữa nhé, 3 nữa này. Sau đó là 5 này, bạn chú ý đây là có chữ n đây này. Ôi xin lỗi, ở đây tôi làm còn thiếu nhé, xin lỗi ở đây vẫn, ở đây là thiếu nhé, các bạn chú ý nhé, các bạn không ý với tôi, tôi sửa một chút nhé, chữ tôi vẽ vẫn thiếu nhé. Đây này, để tôi một chút phải đủ hết cơ này nhé, vẽ bị thiếu đấy nhé, vẽ bị thiếu chỗ này rất dễ sai đây. Đây là n này cũng phải có cho đủ hết, vào đây phải có đủ hết, đây là phải có đủ là n nữa này, đây là n cho đủ đấy. Ở đây vẫn là 6 này, ở đây 6 là 11 này đấy. Thật ra là thằng ngoài này không cần nữa, riêng nó phải đủ đấy. Như vậy là n nhé, đây là n sẽ là 2 này, n nữa này, n đôi là phải viết năn n nhé. Xong đây là n nữa này, xong 5 này, xong n này, xong n này, 6, 11. Đấy. Thì đây chính là cái mảng một chiều tương ứng với cái cây nhị phân tổng quát này. Đấy. Được chưa? Mẹ cách biểu diễn như sau này. Chúng ta sẽ phải bổ sung vào cây nhị phân tổng quát đó các cái nút giả, gọi là nút giả năn hay là nút năn đi, để cây đó biến thành một cây nhị phân hoàn chỉnh. Sau đó chúng ta sẽ biểu diễn nó bằng cái mảng một chiều. Thì cái mảng một chiều này là cái mảng không phải là mảng bình thường, mà là mảng có rất chứa rất nhiều các cái nút năn nhé, nút năn, được chưa? Rồi nhưng mà cái mảng này là cái mảng biểu diễn của cây này, mà thực chất đó là biểu diễn của cây này theo định nghĩa, được chưa? Đấy, thì cái mảng này là cái mảng không phải mảng bình thường, mà là cái mảng này là cái mảng chứa năn, cái mảng chứa chứa năn, chứa rất nhiều năn nhé.
Đấy, bạn hình dung không nào? Như vậy cho trước một cái mảng, cho trước một cái phần tử, cho trước một cái cây bất kỳ, chúng ta có thể, chúng ta phải làm hai bước. Bước một, chúng ta biểu hiện, chúng ta biến đổi nó sang một cái mảng, một cái cây nhị phân hoàn chỉnh bằng cách là thêm vào cái nút năn, sau đó nó thành hoàn chỉnh. Việc thêm này là bằng tay thôi nhé, máy thì rất là khó làm, tôi cho sẽ học sau cái đó. Rồi sau chúng ta biến cái này bằng gì, bằng một cái mảng một chiều, được chưa? Đấy, được chưa? Đấy, như vậy cái, như vậy theo cái mô hình mới chúng ta thì là như sau nhé. Đây chúng ta sẽ như vậy là cho trước một cây nhị phân bất kỳ, cây nhị phân tổng quát, được tổng quát T, chúng ta sẽ biến đổi nó thành một cái cây nhị phân hoàn chỉnh, cây nhị phân hoàn chỉnh. Tư hiệu là TC nhé. Hoàn chỉnh bằng cách là gì? Tôi bổ sung thêm bằng nút năn, sau chúng ta sẽ biểu diễn nó bằng một cái mảng một chiều, cái mảng một chiều này không phải mảng bình thường, mà là cái mảng một chiều, cái mảng này là mảng có rất nhiều năn. Thì cái mảng này chính là cái mảng mà dùng để biểu diễn cái cây này, được chưa? Đó. Cây này chú ý là cái như vậy là với một cây phân tổng quát, chúng ta để có thể biểu diễn nó bằng một cái mảng một chiều. Cái mảng này tôi gọi là mảng tổng quát, hay tôi gọi là một cái mảng tương thích nhé, được chưa? Như vậy là gì? Như vậy là một cái cây nhị phân bất kỳ, một cây nhị phân tổng quát, tổng quát T sẽ ứng với nó là một cái mảng một chiều có chứa năn, rất nhiều năn ở trong đó nhé. Nhưng mà ngược lại thì bây giờ hỏi ngược lại, cho trước một cái mảng một chiều bất kỳ có chứa năn, liệu nó có phải là một cái mảng biểu diễn của một cây nhị phân bất kỳ không? Không phải nhé, cái này nó chỉ là một chiều, cái chiều này là không có nhé. Các bạn chú ý, nó khác hẳn với cái mô hình là cây nhị phân hoàn chỉnh như với trên ấy, là mỗi một cái cây nhị phân chỉnh ứng một với một cái mảng một chiều đúng thật đúng nghĩa. Còn đây là cái mảng một chiều này, người ta gọi cái mảng là gọi là cái mảng tương thích nhé, cái mảng tương thích hay là cái mảng tổng quát, mảng tương thích, được chưa? Đây, chúng ta chú ý nhé. Đấy, như vậy chúng ta làm như vậy, chúng ta có để chúng ta cứ nghĩ lại như sau nhé. Như vậy là như này này, như vậy là cây nhị phân mà hoàn chỉnh ấy, thì chúng ta đã thấy là chúng ta đã biết rất là rõ cây này là nó ứng một với một cái mảng bình thường, mảng một chiều bình thường nhé, bình thường. Còn cây nhị phân tổng quát, tổng quát thì nó chỉ ứng một cái mảng gọi là kiểu cái bản này là một cái mảng tương thích nhé. Cái mảng này là cái mảng không phải là mảng bình thường vì nó chứa rất nhiều năn trong đó. Đấy, mảng tương thích, được chưa? Đấy, thì chúng ta chú ý nhé. Thế thì tới đây tôi nhanh một vài cái bài tập như sau đây nhé. Tôi thấy ngay chúng ta có ngay một cái bài tập như sau này, một cái bài tập như này nhé, hay là một cái bài toán như thế này nhé, bài toán như sau. Bài toán một là cho trước một cái mảng A mà có chứa năn ở trong đấy, có thể có chứa năn ở trong đấy. Câu hỏi đặt ra là hãy kiểm tra xem là A có phải là cái mảng tương thích một cây nhị phân tổng quát không, được chưa? Vì kiểm tra xem A có là tương thích hay không nhé. Với một cây nhị phân tổng quát, hay là một khác là khi cho trước một cái mảng A như vậy thì mảng A nó có tương với một cái cây nhị phân hoàn chỉnh mà chứa năn, người ta đã biết hay không nhé. Thì đó là một cái bài toán rất là hay nhé. Thì để tôi gợi ý cho các bạn làm một cái bài tập này. Và cái bài tập này chúng ta có bài tập này thì chúng ta mới có thể có cái điều kiện để chúng ta có cái chức năng là sinh tự động được. Chúng ta nhớ là
Khi chúng ta làm bất cứ một cái mô hình dữ liệu nào, chúng ta cần phải có một cái bài toán là sinh tự động ngẫu nhiên một cái mô hình đó để chúng ta làm các bài tập, chúng ta làm thử các cái test case đấy, thì luôn phải có cái chương trình để sinh được cái tự động. Thì vấn đề là vì làm thế nào để sinh tự động một cái cây nhị phân bất kỳ, thì tương ứng là làm thế nào để sinh một cái mảng tương thích bất kỳ, có sinh được không, ngẫu nhiên được không? Đấy, thì đó là câu hỏi đặt ra. Đầu tiên cho kiểm tra xem nó là có phải là cái mảng tương thích hay không nhé. Thì đây tôi nói luôn cái gợi ý chúng ta nhé. Điều kiện để cho một cái mảng nó là tương thích là như thế này. Điều kiện để một cái mảng A, để mảng mảng A là tương thích là như sau nhé. Hay là tôi có một cái nhị phân tổng quát như sau, là phải thỏa mãn cái điều kiện sau đây này, thỏa mãn các điều kiện sau nhé. Điều kiện sau này điều kiện thứ nhất đấy là cái phần tử đầu tiên của nó là gốc ấy, A0 chính là group, nó cái này nó phải là khắc năn. A0 mà năn là tức là hỏng ngay, không, nó không phải là tương thích. Điều kiện thứ hai là phần tử cuối cùng là cũng phải là khắc năn, AN-1 là phải khắc năn. Rồi, điều kiện thứ ba là như sau, là không thể có cái trường hợp là một cái phần tử của A mà phần tử của A mà khắc năn nhưng mà cha của nó lại là năn, không thể có hiện tượng là gì. Một cái đây này không thể có hiện tượng như này nhé. Đây là 4 này, 3 này, đây là năn này, năn lại có một con nữa, 7 là không được. Trường này là sai hoàn toàn. Trường này là bị sai này. Đã năn rồi thì ở không thì là thì đã năn thì chân chân đan năn rồi thì con cháu của nó cũng phải là năn hết, không hề có chuyện là ở trên là năn dưới này là không năn nhé. Đấy. Vậy là gì, là với mọi y, mọi y nằm trong cái mảng của A đấy, mọi y không thể cái thỏa mãn cái điều là gì, đều là không thỏa mãn cái điều là AI thì khắc năn. Nhưng mà cái A của cái mà cái nút cha parent của Y thì lại bằng năn, thì cái này là sai nhé. Đấy, thì phải điều kiện không thể thỏa mãn điều kiện sau đây. Đây là chính là cái điều kiện để chúng ta có thể, được chưa? Và bây giờ chúng ta có thể hoàn toàn có thể viết một cái hàm để kiểm tra xem là một cái mảng A có phải tương thích hay không, được chưa? Mảng A có phải tương thích không? Sau đó xong bước sau chúng ta mới làm, nhưng mà chúng ta biết tôi làm nhanh cái chương trình luôn đây nhé. Chúng ta lập trình luôn nhỉ. Rồi, được, để đây nhé. Bây giờ tôi sẽ sang cái bài tập sau. Đây là cái bài tập 1 này. Cái bài tập sau nữa là như này. Bài toán 1, bài toán 2 là như sau. Bài toán 2 là làm sao mà sinh được ngẫu nhiên một cái mảng A tương thích có độ dài xấp xỉ n thôi. Có độ dài là tôi dùng xấp xỉ vì khi mô tả một cái mảng A mà tương thích ý, thì chúng ta sẽ phải xóa đi một số các phần tử các cái phần tử cuối, cho nên không bị vì nó phải thỏa mãn điều kiện là điều kiện 2 này mà. Cái phần tử cuối thì là nó là khác năm này, cho nên chúng ta phải xóa đi một số phần tử cuối là năm, chúng ta sẽ bỏ bớt đi như độ sốc xỉ n này. Làm thế nào để có thể sinh được ngẫu nhiên cái mảng A tương thích mà có độ dài n, được chưa? Thì có thể ta mô tả mảng A là một cái mảng bình thường là tương thích rồi, nhưng mà là cũng tương thích rồi vì mảng A mà bình thường nó tương một cái mảng, một cây nhị phân hoàn chỉnh, nhưng một cái mảng A mà tương thích bất kỳ thì nó ứng một cây nhị phân bất kỳ. Thì đây là cái bài toán 2, sẽ là chính bài toán suy ra là gì? cách sinh một cây nhị phân tổng quát, sinh một cây nhị phân, cách sinh ngẫu nhiên một cây nhị phân tổng quát, được chưa? Đấy, đó là cái mà chúng ta. Rồi,
Thế bây giờ chuyện hôm nay tôi chúng ta mất thời gian vào cái này, tôi sẽ không thể nào mà tôi sẽ muốn làm cho các bạn làm hai bài tập này, tôi muốn làm các bạn một chút để chúng ta có cái hình dung. Nhưng mà thôi vậy, chúng ta sẽ làm trong buổi sau rồi nhé. Bây giờ tôi sẽ phải nói cho anh ra phần sau để chúng ta quên đi mất. Bây giờ chúng ta sẽ sang ngay phần sau. Vừa rồi tôi đã vừa nói các bạn cách chúng ta biểu diễn một cái cây nhị phân bất kỳ bằng mảng, có thấy nó phức tạp không? Trường hợp mà cây nhị phân mà là hoàn chỉnh thì nó dễ, cây là nhị phân hoàn chỉnh sẽ ứng ngay một cái mảng bất kỳ tổng quát. Nhưng mà cây mà nhị phân mà tổng quát thì rất là phức tạp, chúng ta phải làm hai bước, và cái mảng tướng của nó là cái mảng nó mang tính là nó là cái mảng, nó mang nó, một cái mảng nó có rất nhiều cái nút giả năn trong đấy, làm cho cái môn trở nên rất là phức tạp. Cho nên người ta ít khi mà chúng ta trong tất cả các tài liệu sách, chúng ta ít khi dùng cái mô hình mảng để biểu diễn một cái cây nhị phân bất kỳ. Và trong tất cả các sách trên giới thì họ đều là mô tả bằng cấu trúc liên kết hết. Bây giờ tôi sẽ sang phần thứ hai nhé. Phần này tôi hứa là buổi sau tôi sẽ giải một số bài tập. Bây giờ ra làm luôn phần này nhé. Bây giờ chúng ta sang phần 2. Phần 2 là mã rất quan trọng của hôm nay. Hôm nay chúng ta không ngờ nữa mất thời gian thế. Phần 2 là chúng ta học cách là biểu diễn cây nhị phân tổng quát bằng mô liên kết. Biểu diễn cây nhị phân tổng quát bằng nút liên kết. Bằng nút liên kết cha con. Được chưa? Rồi. Thì cái này biểu diễn này nó rất rất đơn giản như sau. Chúng ta sẽ mô tả cái biểu diễn cái cây này bằng hai cấu trúc. Một là cấu trúc là cây, và hai là cấu trúc là nút nhé. Rồi. Chúng ta sẽ có hai cấu trúc. Cấu trúc cây là như sau. Cấu trúc đây này, chúng ta có cái cấu trúc nốt nhé. Cấu trúc nốt là gì? Chúng ta mô tả một cái cây, một cái nút là cũng có các, đây là nó là khóa của nó. Và nó có ba con trỏ. Một con trỏ là chỉ sang cái nút con trái, kiểu như là left. Một con trỏ chỉ sang nút con phải là kiểu là right. Và một con trỏ nữa chỉ lên nút trên, nút cha, kiểu như là P. Đấy. Nút P nhé. Và cái cấu trúc thứ hai là cấu trúc cây gọi là tree. Cấu trúc này nó chỉ có một con trỏ là root, chỉ vào cái nút là gốc của cây đó thôi. Cây đấy, cây của chúng ta này đấy. Thì con trỏ đó nó root thì nó chỉ vào cái gốc của cây. Vậy chúng ta cần hai cái ấy đấy, cần hai cái vì tôi sẽ làm luôn nhé, tôi sẽ mô tả luôn trên máy tính, và tôi làm một vài cái lệnh để chúng ta tạo ra một cái cây nhị phân tổng quát rất là nhanh, nó không rồi. Bây giờ tôi sẽ làm nhanh trên màn hình này. Chúng ta sẽ thiết lập ngay bây giờ như này nha. Thiết lập mô hình cây nhị phân tổng quát nhé. Tổng quát. Đấy, chúng ta cùng nhau làm luôn nhanh trên màn hình nhé. Rồi, chúng ta làm một là chúng ta làm có hai cái, một là cái nút là cái cấu trúc là tree. Nó sinh sau nó sẽ gồm có chỉ có một cái ấy thôi, nó chỉ có một cái nút thôi, đếp này. Init. Self. Root. Nó có một con trỏ root nhé, để chỉ vào cái nút gốc của nó, thì mà định nó sẽ là rộng nên là năn này. Đấy. Năn. Và nút thứ hai, cấu trúc thứ hai là cấu trúc nốt nhé. Nốt. Rồi. Nó gồm có cấu trúc như sau. Ôi sao nhỉ, bị thiếu. Init nhé. Nó có mặc định là cái dữ liệu nó là khóa, nó tự hiệu là key nhé. Thì đây cũng như sau này, key này, đây là cái thông tin mà của cái nốt đó nhé, tự hiệu là dùng là key, còn chúng ta có thể dùng hiệu khác cũng được nhé.
Rồi tiếp theo chúng ta có ba cái con trỏ, một con trỏ là P là chỉ vào và nút cha, thì mặc định nó sẽ là 5 nhé. Con trỏ thứ hai là chỉ vào nút bên trái, left, bằng 5. Và con trỏ thứ ba chỉ vào nút bên phải, right, bằng 5. Được chưa? Đây thì đó là cái giờ bây giờ tôi thử làm thử nhé. Bây giờ ở đây làm xong, bây giờ tôi sẽ tạo thử một cái cây đơn giản nhé. Test cây này. Tôi tạo ra một cái cây cây rỗng này. Đây. Đây là tạo ra một cái cây rỗng. Sau tôi tạo ra hạ mà tôi tạo ra ba nút đi nhé. Tôi kiểu là x y z đi. X là gốc, y là nút con trái, còn là z nút con phải nhé. Tôi cứ kiểu là x này, x được đặt bằng là nốt này, nốt là 10 đi nhé. Xong là y là nút con trái, tôi cứ hiệu nó là tạo ra nốt là 2 chẳng hạn nhé. Nút con phải là z đi, tôi cứ hiệu nó là gì là nốt có khóa nó là như là 5 chẳng hạn. Như vậy là chúng ta tạo nhanh một cái cây gồm có là nút gốc là có khóa là 10, nút trái nút con trái là 2, nút con phải là 5. Thì bây giờ tôi tạo riêng ba nút riêng, bây giờ tôi liên kết lại này như sau này. Tôi đặt là gốc, tôi trỏ vào x gì, tôi chấm, tôi viết là t chấm root nhé. Tôi đặt bằng x gì, như vậy là nút gốc nút cái con trỏ root sẽ trỏ vào nút x gì. Tiếp theo là x gì là nút trái sẽ trỏ vào y, vậy x thì chấm left sẽ trỏ vào y, được chưa? Tiếp theo bên phải x thì right sẽ trỏ sang là nút z. Mà tất cả chưa đủ nhé. Bây giờ nhưng mà y là con của x thì y là và cái câu trỏ y chấm p là phải trỏ vào x thì và trỏ vào x thì hay trỏ vào t root, và z cũng vậy, con trỏ vào t root là như sau này. Tôi viết là y chấm p sẽ trỏ vào t root hay trỏ vào x cũng được, tức là như nhau cả nhé. Root và z chấm p cũng trỏ vào t root nhé. Đấy. Thế như vậy tôi vừa mới tạo xong một cái một cái cây có ba nút như vậy. Bây giờ tôi làm thử lệnh là print, sẽ có print cái t nó ra cái gì nhé. Bấm pin cái P ra này, nó sẽ không ra cái gì cả, nó ra cái hình này, nó ra là một nút như này đấy, nó làm cái tree object thôi đấy. Bây giờ tôi muốn để tôi có thể biểu diễn được thì làm như sau nhé. Ở đây tôi sẽ cùng các bạn, hôm trước tôi nói trên lớp đấy, trên lớp mà tôi đã làm sẵn một cái thư viện có sẵn rồi. Các bạn sẽ copy thư viện này về, các bạn copy vào cùng thư mục của cái tệp này, hoặc là các bạn copy vào cái thư mục gốc mà chứa cái file python.exe đấy, cái file chính ấy, cái thư mục gốc của Python ấy. Thì thư mục này có tên là gì, là chúng ta bên ta dùng là from dbt nhé. Đây là import sao thì cái tệp này của tôi là tôi đã làm sẵn rồi. Cái tệp này là cái tệp nó chứa tất cả những cái hàm dùng để mà vẽ các cái cây ra trên màn hình. Thì một lệnh nó như sau, một cái lệnh để vẽ như sau là không dùng lệnh print mà tôi dùng lệnh là pprint này. Pprint dùng cái lệnh là pprint tree đây này, đây này đó, như tôi một là t. Thì cái lệnh này là nó sẽ vẽ ra cái mô hình cây ở trên màn hình đấy. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu, bấm đây ra nhé. Thế nó ra này, đây là 10 này, 2, 5 này, thế không nào. Bây tôi thêm thử nhé, bây tôi làm thêm này, tôi làm thêm một nút là tôi cho cái số 5, 5 nó sẽ có hai đứa con nhé. Kiểu như là T1 đi. T1 nó sẽ bằng là, tôi làm luôn thôi. T1 sẽ bằng là nốt 8 nhé. Đấy, 8 này. Và T2 bằng nốt 9 đi nhé. Và tương án này, tương án là hôm nay 5 tôi là Z đi mà. Tương án là Z chấm left bằng T1, được chưa? Và z chấm right bằng T2, được chưa?
Mà tôi toán tiếp, tôi toán tiếp là T1 chấm P thì bằng Z. Đoán được bằng bằng T2 chấm P thì bằng Z. Được chưa? Và bây giờ cái này để chúng ta có thêm mấy cái nút 5 là nó có thêm hai nút con nữa là 8 và 9, chị thử xem đúng không nhé. Đây này, 5 có thêm hai nút là 8 và 9. Thì cái lệnh này, là cái lệnh mà nằm ở trong cái thư viện này này. Các bạn có thể copy cái việc các bạn xem cái tập này hơi khó một chút. Thì để cái vấn đề chắc là phải cuối trong cuối chương trình chúng ta mới hiểu được. Còn đây cho các bạn cứ tạm thời các bạn công nhận thôi là chúng ta sử dụng cái thư viện này này để chúng ta biểu diễn ra cho nó nhìn dễ nhìn, chứ không mà chúng ta viết này rất là khó nhìn, mà chúng ta sẽ làm rất nhiều bài tập liên quan đến sinh dữ liệu, sinh cái bộ dữ liệu mà sinh cái bộ dữ liệu tổng quát, sinh bộ dữ liệu ngẫu nhiên của một kênh thì phải bất kỳ, được chưa? Đó thì cái mà chúng ta dùng lệnh là pprint như này để chúng ta làm, được chưa? Đó, rất tiếc hôm nay là chúng ta hết giờ, chúng ta không thể nói thêm được, thì tôi dừng lại ở đây nhé. Thì như vậy là cái phần chính sẽ là cái phần của buổi hôm sau. Tôi sẽ trình bày kỹ hơn tất cả những cái lệnh mà liên quan đến chúng ta thao tác với cây nhị phân tổng quát, nhưng mà trên cấu trúc dữ liệu là các nút liên kết, chứ không phải cấu trúc mảng. Chúng ta sẽ không học cấu trúc mảng nữa, nhưng mà chúng ta vẫn thỉnh thoảng chúng ta vẫn nhắc lại để chúng ta nhớ lại một vài kiến thức, một vài cái ví dụ buổi sau tôi sẽ nói các bạn cái cách chúng ta sinh ngẫu nhiên một cái mảng tương thích. Đấy, sau chúng ta làm ra chúng ta từ cái mảng thích đó chúng ta sẽ tạo ra một cái cây nhị phân từ xuất phát từ mảng thích đó, chúng ta tạo một cây nhị phân đúng cái mảng đó và chúng ta in ra trên màn hình. Rồi sau chúng ta sẽ học một loạt những cái lệnh các thuật toán duyệt, thuật lấy các thuật toán duyệt ở trên cái cây nhị phân tổng quát, được chưa? Đấy. Mà chúng ta nghỉ ở đây nhé. Cái bài hôm nay chỉ là cái bài mở đầu, cái bài hôm sau là bài quan trọng nhé. Gặp lại các bạn trong buổi tuần sau nhé. Thì sang cái phần này là phần tương đối khó hơn rồi đấy. Cái phần này và chương sau là hai chương khó, để các bạn chú ý lắng nghe và chú ý quán làm những bài tập mà tôi đưa để các bạn làm về nhà làm. Hôm chúng ta nghỉ ở đây nhá.